Trời ơi buồn quá anh em ơi, trời ơi khóc luôn trời ơi buồn quá. Trời ơi anh em có biết gì không, trời ơi anh em nhìn skin của mình nè, đó trời ơi nhìn skin của mình đi, nhìn đi trời ơi anh em thấy gì không, mình chính là skin chính của Phong Cận luôn nè. Anh em biết cái thế giới này nè là thế giới Mini World, là trong series trường học ma quái, là mỗi buổi sáng mình thức dậy á thì mình sẽ biến thành một nhân vật khác, nhưng mà sao tự nhiên bây giờ mình lại mặc cái bộ đồ của Phong Cận là sao, mình ngủ dậy mình biến thành Phong Cận là sao, tại sao mình không biến thành một cái nhân vật nào đó khác. Trời ơi là trời, chẳng lẽ là cái năng lực mà biến thành những cái người khác là của mình là bây giờ đã hết tác dụng rồi sao? Trời ơi, nhờ có cái series trường học ma quái cho nên các bạn đăng ký kênh mình quá trời luôn nè. Bây giờ mình không biến thành những nhân vật khác thì làm sao mình quay cho anh em được đây? Trời ơi, chán quá. Ông trời ơi, làm ơn đi, làm ơn cho tôi biến hình thành ai đó đi, làm ơn đi mà, biến hình. Ủa, cái gì vậy? Ủa, anh em ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời, mình có bị ảo giác không vậy? Sao bây giờ cái skin của mình nó biến thành đen thui hồi lùi mà trên cái mặt của nó có hai con mắt đỏ chót vậy trời? Trời, cái này là ai đây? Sao giống siêu nhân Kamen Rider quá vậy? Trời, ủa kỳ vậy ta? Mình ủa sao 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 tự nhiên mình lại biến được thành cái skin này vậy ta? Ủa kỳ á? Ủa đâu đâu mình lại coi. Biến thành ôi ôi anh em ơi, à mình hiểu rồi, hóa ra đó là mình phải kêu biến hình thì mình mới biến hình được. Trời ơi, thật ra không phải là do là mình bị biến lại thành Phong Cận mà là mình phải mình biến thành một cái nhân vật có được bộ áo giáp. Đúng rồi đúng rồi. Trời ơi ngầu nha, ngầu nha. Lại lại coi, lại coi ấy. Trời ơi anh em nhìn nè. Ui ngầu quá à. Trời, hóa ra là mình đã trở thành siêu nhân rồi anh em ơi. Trời ơi, ngầu 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 nha. Ở đây mình đi ra ngoài mình khoe với mọi người coi, anh Dịch đâu anh Dịch ơi? Em biến thành siêu nhân rồi nè Dịch ơi. Ủa? Dịch đâu ta? Dịch đây. Trời ơi, Dịch ơi, anh đâu rồi? Trời ơi, ra coi em biến thành siêu nhân rồi nè Dịch ơi. Dịch đây. Ủa? Ủa ổng đi đâu mất tiêu ta? Trời, tự nhiên không giờ đi đâu mất tiêu rồi. Ủa? Rồi để mình xem coi, không biết là ổng có dưới căn hầm bí mật không, từ từ để mình lấy đồ coi nè. Tít ok rồi, lấy cái mẫu giấy nè, sau đó bỏ vô cái rương này rồi nó sẽ mở ra một căn hầm bí mật, rồi đi xuống căn hầm bí mật thôi. Trời ơi ok vậy đây dịch ổng đi đâu luôn ta, sao không có đây? Ủa trong đây có cái gì nè? Ủa mấy cái rương gì đây? Ủa mấy cái này là gì đây? Kiếm laser hả? Ủa cái này làm gì? Hỏi kệ đi. Giờ đây anh đâu rồi? Ủa ổng đi đâu mất tiêu ta? Kỳ á, để mình lên ngoài coi. Không biết là ổng đi đâu rồi nha. Tính khoe bộ giáp siêu nhân, lâu lâu biến thành siêu nhân tính khoe trọng, ai về đâu ổng đi đâu mất tiêu luôn rồi. Trời là trời buồn vậy. Thôi đóng cái cửa hầm lại cho ổng, không thôi lỡ có kẻ trộm vô nhà lấy đồ của ổng mà chửi mình nữa. Ủa không sao kệ, không có ổng thì thôi, bây giờ mình qua bên trường mình khoe cho mọi người ở bên trường. Ok đi thôi nào. Ok mọi người ơi, coi tôi nè, tôi biến thành siêu nhân Kamen Rider nè. Trời ơi, ôi các ông bán thú cưng rồi. Ủa ổng đi đâu rồi, chưa kịp khoe ổng đi đâu mất tiêu rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, tôi biến thành Kamen Rider rồi nè. Ủa cái gì mà mọi người đứng đây đông vậy? Đại ca ơi, chính là cái thằng đó đó. Cái thằng đó chính là cái thằng mà lần trước nó đánh bọn mình đó đại ca. Nó biến thành râu trắng gì đó, nó đánh bọn mình đó. Anh hãy lấy lại công bằng cho bọn em đi. Nó quýnh bọn em bầm dập luôn nè. Ủa cái gì mấy mấy người là ai à? Tôi đâu quen mấy người đâu ta. Ủa trời, chết rồi mọi người ơi. Hình như á mấy cái thằng này là mấy cái thằng mà lần trước đi tập tạ nè, sau đó mình biến thành râu trắng mình đánh bọn nó đó. Trời, chết mình rồi. Bây giờ bọn nó kéo thêm cái thằng đại ca gì đâu mà trẻ trâu ghê luôn, đội cái nón gì nguyên cái sừng trâu luôn. Trời ơi là trời. Dạ hello anh. Em là Mr. Phong Cận. Dạ em đến cái trường này là để tham quan trường thôi. Dạ em đâu có quen biết gì mấy cái anh này đâu. À trời, tôi đâu có nói gì đâu trời, làm gì quýnh tôi vậy? Ây, trời ơi, tôi đã nói không phải tôi mà. Trời, đau quá. Ôi đừng đánh tôi mà trời ơi, đánh tôi á, đừng đánh tôi. Ui đau, chết rồi. Ủa sao đấm có mấy cái chết rồi. Chết. Ui trời ơi. À quên, trời ơi, mình có bộ đồ của siêu nhân mà. Trời ơi, mình khỏe lắm, không sợ. Lại đây. Mày đánh hết luôn nè. Lại đây, ỷ đông bằng hiếp hiếu à. Ỷ đông hả? Lại đây, nhào đây, đánh hết, nhào vô đây, đắm từng đứa luôn nè. Nhào đây. Ui trời ơi, mình khỏe quá anh em ơi, bọn nó quýnh mình quá trời luôn mà mình mất có mấy máu à. Lại đây, mày hả? Trời, còn có mấy thằng. À, chết hết luôn rồi. Lại đây mày. Lại đây, chết queo luôn. Trời ơi, này thì đánh với siêu nhân hả? Chết tụi mày rồi. Thôi, còn cái thằng trẻ trâu kia lại đây luôn. À, lại đây mày, lại đây. Lại đây, đánh tàu à, chết queo luôn. Còn thằng ở đây nữa nè. Lại mày.
Lại đây, lại đây. Rồi chết luôn rồi. Quay. Tới lượt thằng trẻ trâu này. Nhào vô đây. Nhào vô đây. Ây da, mày à, mày à. Ôi trời, ủa sao con có 21 máu à? Thằng này khỏe vậy? Đừng đừng đừng. Mày à. Tức quá mà, tức quá mà. Không được, không được. Mình là cái bộ đồ của siêu nhân mà mình phải qua, mình đánh thắng nó, mình không thể nào thua được. Mình không thể nào thua được. À đâu rồi? Quay thằng trẻ trâu. Nhào vô mày. Mày nè, siêu nhân tiến hành mày à, rồi chết thêm lần nữa rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi, trời ơi, chết mình rồi anh em ơi. Cái thằng trẻ trâu á, nó mạnh quá, mình không đánh lại nó rồi. Thằng này chắc là đàn em của, hoặc là đàn anh gì của ngựa mặt ngu rồi. Trời ơi, chết rồi, nó mạnh quá. Mình đánh không lại nó rồi, mình phải đi báo danh dịch thôi. Trời ơi, chết mình rồi, làm siêu nhân gì. Ủa tại sao hồi sáng mình nhớ mình đóng này lại, mà sao giờ nó lại mở ra ta? Thôi cởi đi, bây giờ mình phải vô mình báo danh dịch mới được. Lấy tờ giấy ra kìa. Ok. Đi thôi, phải hỏi anh Dịch là có vũ khí gì hay không để mình tấn công lại bọn nó, chứ cái bọn này láo quá rồi. Anh Dịch đâu rồi? Anh Dịch được. Ủa anh đi đâu ta? Khoan, mấy cái đường là gì ta? Để mình xem coi. Ủa? Kiếm laser đỏ. Kiếm laser hả? Ủa cái gì nghe lão là cầm thôi. Wow. Ui anh em ơi, nhìn ngầu không anh em? Trời, nhìn đúng hợp với bộ quần áo của mình luôn á. Trời ơi, cái kiếm laser đỏ nhìn đúng hợp với bộ quần áo của mình luôn á. Ủa còn trong đây hình như còn gì nữa nè, để mình nãy mình thấy nè. Kiếm laser xanh. Wow. Kiếm laser vàng. Làm kiếm laser vàng mới đúng. Trời lẹo lưỡi. Wow, hay từ từ. Mình sẽ thử mang cái kiếm laser này qua, mình tấn công thử cái bọn nó coi. Không biết là bọn nó có đánh lại cái kiếm laser này không. Từ để trời ơi, đã cái kiếm laser luôn anh em ơi. Ghê. Ok, qua bên nó đánh bọn nó nè. À, con gì ta? Thằng trẻ trâu rồi, thằng trẻ trâu. À, nó bên kia thấy nó rồi. Cái kiếm này để mình test thử coi. Hình như cái này sáng chế của vịt sao á. À, ê, trẻ trâu, ra đây mày. À, núp trong đó hả? Ra mày. Ra đây mày, trẻ trâu. Ê, mày dám đánh tao luôn hả? Mày ghen hả? Mày dám đánh tao luôn hả? Được lắm. À, bây giờ làm sao nhà thằng này nó đánh đau quá, mình lại gần nó cái là đánh trúng mình nè. À, mày nè. Bây giờ làm sao đây? Nó đứng trong đó sao đánh nó được ta? Bây giờ làm cách nào nha? Ui, cái gì vậy? Ui, anh em ơi. Hình như cái kiếm này nó có thể bắn được tên lửa anh em ơi. Trời ơi, ghê đi thử coi. Quá bởi luôn cái. Ôi mày, thằng trẻ trâu mày, lại đây mày chuẩn bị chết tao rồi. Cái kiếm này siêu mạnh luôn, kỳ mày chết tao rồi. Mày nè. Ok đỡ nè. Ủa chưa chết hả? Mày nè. Ủa đâu rồi? Rồi xong, banh xác luôn. Trời ơi. Wow, kiếm laser siêu mạnh luôn anh em ơi. Ôi, để mình thử coi. Hey. Chà. Ui. Chà. Rồi xong, nét cây luôn anh em ơi. Còn được mấy quả táo. Ôi ghê, coi cái đồng hồ coi, để mình thử cái đồng hồ coi. Đấy, siêu nhân. Wow, trời ơi, nét đồng hồ luôn. Trời ơi, cái kiếm này đúng mạnh luôn anh em ơi. Wow, chỉ cần chưởng mấy cái quả tên lửa vô mặt cái thằng trẻ trâu cái là nó chết queo luôn. Trời ơi, ghê. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này và thích cái cây kiếm laser và thích cái bộ đồ mà mình đang mặc á, thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, Mèo Simmy, Kairon TV, Sammy Đào và Khang Giữa nha. Trời ơi, tắt thở. Đọc tên của cái thành viên thôi mình nhiều đến nỗi muốn tắt thở luôn. Ok, đừng quên đăng ký ủng hộ cho mọi người nha mọi người. Ok, rồi bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.